Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh béo săn từ đầu chợ ở đây đấy. Không phải tên kia đủ tiền phái à? Lần đầu tiên gặp. À, lần đầu tiên gặp. Thằng kia mà anh cho nó một tí thịt. Cho xin ít thịt. Ok, ok. Đi nhá. Ok.